Tiến sĩ Việt đẹp trai như tài tử, giành được 11 học bổng trên thế giới trong vòng 15 năm. Trong các nghề anh làm, có lẽ săn học bổng là nghề anh giỏi nhất. Ngô Văn Hoàn sinh năm 1988 là gương mặt được nhiều bạn trẻ biết đến từ năm 2021. Anh nổi tiếng khi được Đại học Quốc gia Seoul, trường đại học hàng đầu Hàn Quốc, chiêu mộ với mức lương khủng 180 triệu đồng trên tháng. Hoàn Ngô còn là thành viên của Viện Hàn Lâm Khoa học Trẻ Toàn cầu Global Young Academy, nơi quy tụ 200 nhà khoa học trẻ xuất sắc từ khắp nơi trên thế giới. Mới đây, tiến sĩ trẻ vừa flex về hành trình săn học bổng của mình trong vòng 15 năm. Với những học bổng đỉnh của chóp từ các trường đại học, hiệp hội viện nghiên cứu nổi tiếng trên khắp thế giới, bài viết thu hút 61.000 lượt thích cùng gần 3.000 lượt bình luận quan tâm. Anh là cựu sinh viên của trường Đại học Y Hà Nội, từng làm thêm nhiều công việc như dọn phòng nhà nghỉ, quét đường, bưng phở để có tiền ăn học. Năm 2023, anh là một trong 20 tiến sĩ xuất sắc trên thế giới được chọn sang tập huấn tại Croatia. Hoàn Ngô hài hước chia sẻ mỗi người có một đam mê, sở thích riêng và đam mê của anh là săn học bổng các giải thưởng quốc tế để vừa được đi du lịch nước ngoài miễn phí, vừa có thành tựu nổi bật làm đẹp hồ sơ cá nhân. Hoàn Ngô hoàn toàn khác so với hình dung của mọi người về một tiến sĩ, nhà nghiên cứu khoa học. Anh sở hữu ngoại hình điển trai, phong cách trẻ trung, năng động.